cả nhà, em là Thái Vũ đóng vai Huy ạ. Đây là ba mẹ em ạ. Trà Vinh 84 mãi đến. Xin chào các bạn. Xin lỗi cả nhà. Em đi miền Tây em ngoại quá nên em đang khét tiếng rồi. Nói chứ Trà Vinh là quê của ông Danh chồng em đó cả nhà ơi. Em là Trâm Anh nhưng ngay năm đảo hả? Còn giới thiệu được. À, thanh thức là Dây Danh đó, chồng của bạn này là quê ở Trà Vinh luôn. Mà nhưng mà bạn nói là kẹt đi quay nên không có về rồi. Được. Đây là đi Úc hay gì không? Đang đi nước ngoài rồi. Ở gần nhà chị hả? Ủa ở gần nhà em luôn hả? Trời ơi hay chưa. Hàng sớm luôn hả? Chị ơi, em học chung trường với chồng chị nè. Để chị về chị nói với ông Thanh. Rồi tiếp theo ạ. Dạ, chào Vinh ơi. Em chào mọi người ạ, em là Linh Barbie. Và trong Lật Mặt 7 lần này thì em vai là A Tí, là y tá trong viện dưỡng lão ạ. Dạ xin chào cả nhà, em là Lê Thu trong vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tâm ạ. Vân thân yêu ơi. Dạ em là Hồng Thắm, thì trong Lật Mặt 7 lần này em có tham gia một vai nhỏ, đó là vợ chồng hàng xóm tốt bụng dễ thương và đáng yêu của chị Nam Thảo ở trên Bảo Lộc ạ. À.